phố kết quả mini game bắt ma Ring quà cùng Ring Academy. Khai giảng khóa thiết kế nội thất và thiết kế đồ họa tại Ring Academy. Nhập học tháng tri ân, nhận quà cực hấp dẫn. Ring Academy đồng hành cùng ngày hội văn hóa Hàn Quốc. Thực trạng tốt nghiệp giỏi xuất sắc không đáp ứng được yêu cầu công việc. Đào tạo nhân lực của Việt Nam đang đi ngược với xu hướng thế giới. Gen Z sống nhờ vào nghề tay trái. Kết thúc mini game bắt ma Ring quà nhân ngày Halloween 31 tháng 10, Ring Academy đã tìm ra những chủ nhân của món quà có giá trị. Ring Academy muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã tham gia và tạo nên không khí sôi động trong mini game lần này. Chúng ta đã cùng nhau trải qua những giây phút vui vẻ và hồi hộp. Ban tổ chức xin được chúc mừng ba bạn may mắn có đáp án nhanh nhất và đúng nhất nhận được giải thưởng, đó là bạn Trúc Đào số may mắn 199, bạn Mai Thanh Huyền số may mắn 238 và bạn Hương Ly số may mắn là 262. Chúc mừng các bạn đã chiến thắng và cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cuộc thi. Những bạn không may mắn lần này, hãy tiếp tục tham gia và cùng Ring Academy trải nghiệm những hoạt động thú vị khác. Điều quan trọng nhất là niềm vui mà chúng ta mang lại cho nhau sau những giờ học căng thẳng. Và Ring Academy luôn sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trong hành trình học tập cũng như phát triển bản thân. Khai giảng các khóa học thiết kế nội thất và đồ họa không chỉ là hành trình tìm kiếm tri thức mà còn là một cơ hội để thể hiện sự sáng tạo của các bạn học viên và phát triển kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp. Đây là một khởi đầu mới, một ngày đặc biệt khi những bạn trẻ có chung đam mê nghệ thuật cùng nhau thỏa sức sáng tạo của mình. Tại Ring Academy, các bạn không chỉ được chia sẻ kiến thức lý thuyết và kỹ thuật thiết kế mà còn khuyến khích tư duy sáng tạo và tự do thể hiện ý tưởng thông qua từng tác phẩm. Ngày khai giảng cũng là cách kết nối và tạo mối quan hệ với những người bạn mới, với những giáo viên tận tâm, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đầy quý giá. Chúng ta học từ nhau, cùng nhau xây dựng cơ hội và nền tảng nghề nghiệp cho tương lai. Hy vọng với chương trình đào tạo bám sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp tại Ring Academy, sau khi tốt nghiệp khóa học này, các bạn sẽ tự tin ứng tuyển tại các doanh nghiệp và bắt tay vào công việc thiết kế của riêng mình. Tháng 11, tháng của sự tri ân. Ring Academy mang đến chương trình ưu đãi nhập học lên đến 25% học phí cùng nhiều phần quà cực hấp dẫn để bạn dễ dàng gia nhập cộng đồng sáng tạo và cháy hết mình với đam mê. Ring Academy luôn đặt mục tiêu hàng đầu là mang đến cho các bạn những cơ hội học tập và phát triển bản thân tốt nhất. Và để giúp các bạn giảm bớt gánh nặng tài chính, Ring Academy mang đến các chương trình ưu đãi hấp dẫn như Gen Z được hưởng ưu đãi tối đa lên đến 1 triệu đồng, nhận quà tặng độc đáo khi bạn check-in tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm ba lô thời trang và áo thun cá tính. Đặc biệt tại Hà Nội, khi đăng ký bạn sẽ nhận ngay một bản vẽ Wacom, một bộ sách học tiếng Hàn đạt chuẩn khung chương trình giảng dạy tại Hàn Quốc trị giá 2 triệu đồng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 cho đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023. Hãy nhanh tay đăng ký để tận hưởng những ưu đãi cực sốc cũng như bắt đầu hành trình học tập và phát triển bản thân tại Ring Academy và đừng bỏ lỡ cơ hội để bứt phá sự nghiệp và thúc đẩy khả năng sáng tạo của riêng mình. Ngày 28 tháng 10 vừa qua, Ring Academy đã có cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ tại Nhà văn hóa sinh viên thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cuộc hội ngộ thú vị giữa Ring Academy và các bạn trẻ đầy tài năng để điều chỉnh và bổ sung hướng đi của mình trong hành trình học tập sắp tới. Ring Academy cảm ơn sự tham gia nhiệt tình và tích cực của tất cả các bạn học sinh sinh viên. Buổi tư vấn tuyển sinh đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc giải đáp mọi thắc mắc và phân tích cụ thể về cơ hội học tập tại Ring Academy nói chung và du học Hàn Quốc nói riêng. Cũng trong dịp này, Ring Academy có cơ hội giới thiệu các khóa học đa dạng và chương trình học tập hiện đại phù hợp với xu hướng của các bạn trẻ. Đặc biệt, các bạn đã được tư vấn về quy trình tuyển sinh, hỗ trợ tài chính cũng như những ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các bạn học sinh sinh viên. Buổi tư vấn tuyển sinh đã tạo ra một môi trường thú vị cho các bạn trẻ có cơ hội được chia sẻ ý kiến, đặt câu hỏi và tìm hiểu về hành trình học tập sắp tới. Và Ring Academy luôn ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe cũng như giúp đỡ các bạn trên con đường đi đến thành công. Trong những năm gần đây, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp với danh hiệu giỏi xuất sắc đã tăng lên mức rất cao, thậm chí là lên đến 90%, nhưng năng lực thực tế của họ lại không chênh lệch so với các thế hệ sinh viên trước. Cụ thể, các ngành đang cần nguồn nhân lực như lĩnh vực công nghệ thông tin vì đảm bảo chất lượng của các sinh viên tốt nghiệp vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường lao động hiện nay. Đứng ở góc độ doanh nghiệp, Đại tá Dương Xuân Phượng, Phó Giám đốc Học viện Viettel, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel chia sẻ, chúng ta cần đổi mới nội dung, chương trình đào tạo sát với thực tế doanh nghiệp. Từ đó, các trường phải rà soát, xem xét các tiêu chí đánh giá sinh viên. Chúng ta hãy đặt mục tiêu về việc xây dựng các trường học có đẳng cấp, tiêu chuẩn quốc tế và cần kiểm soát tỷ lệ học sinh giỏi, xuất sắc đúng với thực chất. Nhìn chung, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không chỉ đóng vai trò là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và trình độ cao, mà còn là môi trường quan trọng để nuôi dưỡng và phát triển tri thức.
Việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ cần được ưu tiên, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế đang ngày càng dựa vào sự phát triển của tri thức và công nghệ. Cứ hơn 2 người Việt Nam học đại học thì chỉ có 1 người học nghề, trong khi xu thế của thế giới là số người học nghề luôn gấp 2 cho đến 5 lần người học đại học, cho thấy đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam đang đi ngược với xu thế của thế giới. Tại Diễn đàn Quốc tế và Giáo dục Nghề nghiệp vào sáng ngày 24 tháng 10, ông Đào Trọng Độ, Vụ trưởng Đào tạo Thường xuyên, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Việt Nam có khoảng 52 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm hơn một nửa dân số. Tuy nhiên, trình độ lao động của người Việt nhìn chung là thấp và mất cân đối giữa các nhóm. Để cân đối cơ cấu nhóm nhân lực, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cho rằng bắt buộc phải tìm cách tăng số người học nghề. Hiện cả nước đang có hơn 1.900 trường nghề, bao gồm 400 trường cao đẳng, hơn 460 trường trung cấp và gần 1.050 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Chính phủ đặt mục tiêu đạt 2,5 cho đến 2,7 triệu lượt người học nghề vào năm 2025. Đến năm 2030, số lượng người học tăng lên là 3,8 cho đến 4 triệu. Tình hình kinh tế và thị trường việc làm khó khăn. Người trẻ trên khắp thế giới đang phải sống dựa vào những công việc tay trái và nhiều bạn trẻ đã tìm ra được lối thoát mới. Hơn 500 triệu Gen Z có độ tuổi từ 18 cho đến 26 hiện đang sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, sự xuất hiện của lạm phát và đại dịch đã biến họ trở thành thế hệ làm thêm, bởi các bạn đang phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ việc sáng tạo nội dung trên các trang mạng xã hội, kinh doanh thương mại điện tử, đến việc khai thác công nghệ để bổ sung kỹ năng mới, kiếm thêm thu nhập và độc lập tài chính. Mặc dù nhu cầu tài chính là một trong những động lực quan trọng, song Gen Z không chỉ tập trung vào khía cạnh đó. Theo chuyên gia tư vấn nghề nghiệp Adrian Chow, nhiều Gen Z hiện tại coi công việc làm thêm như một phần quan trọng trong con đường phát triển sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, tham gia vào công việc làm thêm cũng đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt với những rủi ro như làm việc quá sức, căng thẳng và mệt mỏi khi phải đáp ứng yêu cầu của nhiều công việc cùng một lúc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những thông tin nổi bật trong tuần vừa qua của Học viện Green Academy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên các kênh truyền thông của Green Academy. Đến đây, Tướng Nhi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin lần sau. Green Academy 한국에서 나온 학원.